liệu vị trí của người dùng di động Theo The Verge, thành phố New York có thể sẽ sớm ban bố lệnh cấm bán dữ liệu vị trí của người dùng di động. Lệnh cấm này sẽ trở thành sự thực nếu đạo luật được Hội đồng thành phố thông qua trong tuần này. Dự luật này yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông phải được sự cho phép trước khi giao cho bên thứ ba dữ liệu định vị vị trí mà họ thu thập được trong phạm vi thành phố. Sở Công nghệ Hạ tầng và Viễn thông New York là đơn vị được giao nhiệm vụ soạn thảo dự luật này. Theo đó, người vi phạm có thể phải chịu mức phạt 1.000 đô la Mỹ cho mỗi lần vi phạm nếu vi phạm xảy ra nhiều lần trong cùng một ngày, họ sẽ phải trả 10.000 đô la Mỹ cho dữ liệu của mỗi người dùng bị chia sẻ. Trong năm qua, các công ty thu thập và giao bán dữ liệu đã phải đối mặt với áp lực rất lớn từ những cuộc điều tra xem làm cách nào mà những dữ liệu đó được giao bán một cách rộng rãi. Ủy ban truyền thông liên bang Mỹ đang tiến hành điều tra. Tuy nhiên các cuộc điều tra đó đã không được biến thành hành động cụ thể. Trước thực tế đó, Ủy viên Hội đồng thành phố New York, ông Justin Brannan đang quyết tâm sẽ biến dự luật trên trở thành hiện thực.